Xin chào mọi người, những người đã và đang ủng hộ kênh Tử Vi và Cuộc Sống cũng như là kênh Anh Ba Tử Vi. Đây là buổi livestream đầu tiên của năm năm mới, năm dương lịch, năm 2020. Trước hết đây là buổi livestream mình sẽ nhân buổi livestream này để cảm ơn tất cả những cái lời chúc tốt đẹp của mọi người đã chúc mình ở trong cái buổi giao thừa mà vừa rồi. Thật sự mà nói là hôm qua do mình đi di chuyển, mình đi làm về mệt, cho nên là 11 giờ đêm ngày cuối cùng của năm Kỷ Hợi mình ngày cuối cùng của năm 2019, năm dương lịch thì mình đã đi ngủ, cho nên là sáng dậy thì mình cơ bản mình nhận được khoảng có 3.000 mấy trăm cái tin nhắn chúc mừng cái năm mới, năm dương lịch 2020, cũng như là hàng trăm, gần cả ngàn cái tin nhắn, và 3.000 cái tin nhắn ở Zalo, 2.000 tin nhắn ở Facebook, rồi là cả ngàn cái tin nhắn trực tiếp bằng điện thoại, thì không thể nào mình từng nhắn từng người để mà cảm ơn được. Nó rất là nhiều, nó rất là tốn thời gian. Cho nên là mình nhân buổi livestream này mình chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ và gửi đến mình lời chúc tốt đẹp cho cái năm mới dương lịch. Và cũng nhân cái video này, nhân cái buổi livestream này, mình sẽ chia sẻ với mọi người một cái cách đơn giản nhất để chọn một cái người mà đến xong nhà cho mình nó hợp lý. Ở đây mình chỉ nói là chọn người, chọn tuổi đến xong nhà của mình thôi, chứ mình không nói nhiều đến cái việc ngày. Ngày thì ở một cái video tiếp theo mình về livestream về cái ngày giờ xong nhà ở trong cái năm mới thì mình sẽ nói riêng. Còn ở đây là mình chỉ chia sẻ và mình nói nhiều đến cái vấn đề là chọn cái người, tuổi như thế nào, tên như thế nào và cách người ta đến xong nhà mình như thế nào làm nó sẽ đem đến nhiều may mắn tài lộc cho cả năm. Cảm ơn mọi người rất là nhiều với những lời chúc tốt đẹp đang gửi đến cho mình. Thật sự mà nói là rất là vui. Biết rằng nó quá nhiều thì mình không sẽ từng người mình trả lời được, nhưng mà mình sẽ nhân cái video này cảm ơn đến tất cả mọi người rất rất là nhiều. Thật sự mà nói rất là vui khi mà được mọi người quan tâm, chúc mừng cũng như là chia sẻ với mình về những cái gì đó trong cuộc sống. Không biết mọi người đón cái năm mới như thế nào, chứ còn mình thì đón năm mới bằng một giấc ngủ rất là ngon. Đó là đi, tại vì hôm qua mình đi xếp phong thủy về, rồi đi công việc, nó về nó hơi trễ. Về tới nhà ôm xe chạy 6-7 tiếng đồng hồ, ôm về tới nhà đã là 11 giờ rồi. Cho nên là cuốn trăng, không có xem bắn pháo hoa hay là gì. Thật sự mình nói thì đối với mình thì những ngày lễ là cũng như thậm chí là tốt đẹp. Cho nên là hôm nay là mình sẽ không trả lời điện thoại mọi người, tại vì mình sẽ sống là vào làm việc theo pháp luật. Tại vì mình có nhớ mình đọc một bài báo là sẽ phạt rất là nặng những người mà ép người lao động, đúng không? Phải làm việc trong ngày Tết Tây. Cho nên là hôm nay mà ai gọi điện mà nhờ mình là mình nói này là phải kêu công an phạt ấy. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn Lan Nguyên. Dạ, chắc là em may mắn nó trúng thôi, chứ còn em nói hay thì em không dám đâu. Nhiều người hay hơn em rất 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 là nhiều. Cái đó là thật lòng. Thì bây giờ là mình sẽ bắt đầu mình chia sẻ với mọi người cái cách mà chọn một cái người đến xong nhà của mình. Trước hết là mình sẽ nói về tuổi. Nếu về tuổi á, thì thường là mọi người rất dễ nhận biết nhất đó là tam hợp. Thí dụ giống như là một người tuổi ngọ thì nên chọn một người tuổi tuất hoặc là một người tuổi dần. Người ta có kêu tam hợp dần ngọ tuất là tốt đẹp về địa chi, là gia đạo tình cảm của mình ở trong năm nó sẽ có nhiều cái sự phát triển tốt đẹp. Đó là chọn tuổi theo tam hợp. Nhưng mà chọn tuổi theo tam hợp á, thì còn phải liên quan đến cái việc mạng.
Đầu tiên hết thì thí dụ giống như người mệnh hỏa thì nên chọn một người mệnh mộc hoặc là người mệnh hỏa cùng cái bản mệnh với mình đi đến sông nhà của mình thì nó vẫn tốt đẹp về bổn mạng và sức khỏe hơn. Không có cái người ta nói là khi mà người hợp mệnh đến phong nhà của mình á, thì sẽ đem đến cái sự tốt đẹp về sức khỏe cho những người trong gia đình. Nếu mà hỏi là nhiều người tuổi vợ thì mệnh một mệnh, chồng một mệnh thì nên chọn cái người nào hợp cho người chủ gia đình. Dù rằng là đàn bà có làm ra nhiều tiền đi nữa thì hãy nên chọn một cái xuất giá thì tòng phu, cho nên là hãy nên chọn một cái người hợp tuổi hợp mệnh với chồng của mình. Sau đó thì xét về thiên can. Sau đó các trụ về công việc cũng xét về thì thiên can thì nên chọn cái một cái gì đó đừng có tương khắc. Thí dụ như mậu của mình thì đừng chọn chữ nhâm, hoặc là đó thì mậu khắc nhâm, rồi đừng chọn chữ giáp, giáp nó sẽ khắc mậu. Còn cái việc mà tương khắc như thế nào đó thì mình nghĩ rằng bây giờ trên mạng nó cũng không quá khó. Thí dụ như người mậu ngọ thì đừng nên chọn người giáp, giáp dần. Dù là hợp tuổi nhưng mà lại khắc mệnh và khắc cả thiên can thì không nên chọn người giáp dần. Mà nếu mà chọn có chọn đi nữa thì thí dụ như mà chọn người giáp tuất thì còn đỡ, tại vì có chữ giáp tương khắc nhưng mà giáp tuất là mệnh hỏa, tức là mình chọn hai cái tốt một cái xấu cũng không sao, nhưng mà đừng chọn cả mà hai cái xấu một cái tốt là không được. Rồi á, là thứ hai nữa đó là chọn cái tên, đúng không? Thí dụ giống như là mình chọn cái tên nào nghe nó có tương đối tí xíu. Thí dụ giống như là chọn người tên Phúc, người tên Lộc, là người tên Tài hay gì đó ha. Chứ đừng có người mà tên nghe xong là thấy muốn sụp lùi rồi. Chọn cái tên nó bay bổng lên một tí xíu, nói chung là dấu sắc dấu gì đó nó bay lên, đừng có mà Ngọc rồi cái gì đó mà giống nặng. Trời ơi, đầu năm mà chơi cái giống nặng nặng nguyên năm nó cũng tội. Cho nên là khi mình chọn cũng phải chọn cái tên nữa. Ngày xưa mình có một người người quen á, tên là Tạ Ngọc Mộng, tức là nghe là thấy nặng không à. Cho nên mà đầu năm mà cô đó mà tới là coi như là nó nặng nguyên một năm. Cho nên là mình chọn những cái tên nào đó nó hanh thông hơn. Không nhất thiết chọn những cái người mà lớn hơn hoặc là nhỏ hơn, mình không có nhất thiết cái chuyện đó. Nhưng mà nếu như mà đúng là mình nên chọn một cái người là, hoặc là mình gửi, bây giờ nó có cả cái dịch vụ là nói thật chứ nếu mà ở những cái thành phố lớn có cả cái dịch vụ là thuê những cái người đến chúc Tết thì mình đó là mình kiên cử như này. Thì đầu năm á thì mình không có nặng nề cái việc mà chọn cái người lớn hay là người nhỏ. Xin lỗi mọi người nhé. Alo. Hai chỗ là hai chỗ tụi em, tự gì hết chỗ rồi. Rồi, có hai chỗ rồi em. Và hôm qua tự gì anh nhận đủ người rồi. Ok. Dạ, cảm ơn. Rồi, có tới đâu ha, mới nói cái này quên rồi. Thì cho nên đó là khi chọn cái người lớn người nhỏ gì không cần biết, nhưng mà nên vậy nè. Thí dụ như họ đến họ xong nhà của mình thì họ đem cái lộc đến, thí dụ giống như là họ sẽ phát lộc cho mình trước, rồi sau đó mình sẽ phát lì xì cho họ. Chứ đừng có mình tên thì đẹp lắm ha, tuổi thì hợp lắm mà tới chưa gì phát lì xì cho người ta, xong người ta quẩy đít, người ta đi đi thì nó kỳ lắm. Thôi thì năm cũ ha, ê mày, tao gửi mày cái bao lì xì, tới ngày hôm đó mày đem mày trả tao cái bao lì xì, tao lấy cái lộc đầu năm ha, tên mày được, tuổi mày được, mày phát cho tao cái tài lộc trước, sau đó rồi tao sẽ phát lại cho mày, coi như là trả công người ta đi. Dạ cảm ơn Hoàng Anh Mai. Đó thì cái điều quan trọng của cái người xong nhà đó là hợp mệnh nè, hợp tuổi nè. Nếu mà được hợp thiên can thì quá tốt. Ví dụ như chọn được thiên can ngũ hợp thì mình
không còn gì nữa. Ví dụ như Mậu thì chọn Quý đúng không, đó Kỷ thì chọn Giáp đó, ha. Thì ngược lại Giáp chọn Kỷ gì đó. Còn cái thiên can mà ngũ hợp hoặc là thiên can lục hợp gì đó thì rất là dễ, mọi người có thể tra trên mạng là ra liền, không nhất thiết là phải hỏi mình đâu, đơn giản thôi. À mà nhưng mà nếu mình chỉ gì đó là nên người đó đến và phát lộc cho mình. Ví dụ như là năm nay mình có cả hai người bạn, một người bạn tên Lộc, một người là bạn tên Phúc. À năm nào mình muốn có Lộc thì mình nhờ anh Lộc ảnh đến ảnh chúc Tết mình. Tại vì anh Lộc sao, anh Lộc ảnh sinh năm 79, ảnh lục hợp với mình, ảnh mệnh hỏa với mình. À Mậu Kỷ thì cùng hàng đó, mình rất là thích anh đó tới. Cái là 27, 28 là mình sẽ gặp anh đó, cái mình ê, bữa đó mày ghé nhà tao mày chúc Tết tao, cái tao lì xì cho mày, mày lì xì cho tao cái tao lấy hên coi. Đó thì năm nay á là đầu năm mình nhờ anh Phúc, cho nên là từ đầu năm giờ tới Phúc cơ mà, không thấy Lộc đi làm thì làm Phúc cơ mà. Đó thì một là làm Phúc, hai là lấy Phúc, thì một trong hai thôi cũng được. Đó thì chưa thấy Lộc, chắc là năm 2020 này chắc mình nhờ anh Lộc. À thì ảnh sẽ đến cho mình, năm 2020 mình thấy Lộc à. Cái kiểu là như vậy. Thì chọn cái người, cái tuổi thật sự là nói là như vậy, đem đến cho mình nó có một chút gì đó thuận lợi, may mắn, có một cái lòng tin. Cơ bản của một con người, nói thật sự ra là chưa có khoa học nào chứng minh rằng, chưa có một cái cuộc khảo sát nào chứng minh rằng là những người có cái người hợp tuổi, hợp mệnh chúc Tết đầu năm thì cuối năm họ thành công. Tuy nhiên đó là truyền thống, đó là những cái gì đó, cái nét văn hóa riêng của người phương Đông, không phải riêng người Việt Nam của mình. Và để mà có chút lòng tin, để có thêm cái niềm tin rằng năm mới chúng ta sẽ gặp được nhiều may mắn, nhiều hanh thông, tài lộc nó dồi dào. À còn ngược lại thì còn bên cạnh cái việc chọn được cái người ha, chọn được cái người đến mà chúc Tết đầu năm thì còn hên xui nữa. Nhiều người chọn đã lắm, tự nhiên cái mới gì giao thừa xong cái thằng nhóc nào đó nó chạy xẹt vô trong nhà hay là như thế nào đó, nó còn phụ thuộc vào cái sự may mắn của bản thân người đó. Chứ mình nhớ có năm mình đang xui lắm, xui cực kỳ luôn. Hồi đó là mình chưa chia sẻ không thấy tư vi cho mọi người, cái hồi đó nhà mình nó ở trên cao, thì cái đêm giao thừa mình cúng, mình nhờ một người rồi mình nói em 1 giờ mày quay về mày mày đi chùa xong mày xét qua mày chúc Tết tao cái cảm ơn đưa lì xì rồi. Cái mình đang cúng giao thừa, mới vừa cúng giao thừa thì nhà mình ở trên lầu là nhìn ra cái chỗ bắn pháo bông của đầm sen nó rất là gần. Cái thằng nhỏ kế bên nhà cái nghe bụp 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 nhà nó thì bị cái cây tre nó chạy cái xẹt qua, nó chạy lên lầu luôn. Rồi xong rồi cuối cùng là đâu, cái người kia đâu có vào sau nhà được. Cuối cùng hỏi nó tên gì, nó tên Tài. À hỏi nó gì nó tự nhiên nó hợp hết với mình, hợp hơn cái thằng mà mình nhờ nữa. Thế là năm đó tài lộc mình rất hanh thông. Cái đó là cái sự may mắn, cái sự sắp đặt của tự nhiên, sắp đặt của ông trời. Cho nên là mình không thể nào nói được là có chắc hay không thì điều đó mình không biết. Nhưng mà rõ ràng là có một năm thì mình có một cái anh đó, nói chung là mình tự nhiên thôi. Năm đó nản quá cũng chả có làm ăn một năm, thì nói chung là cũng tương đối chứ không đến nỗi nào, nhưng quá bận bịu vào những cái ngày đó. Là lúc trước mình làm tổ chức sự kiện, mà tổ chức cái chương trình ca nhạc mà, cho nên là ngày 30 mùng 23 là rất là bận bịu, cho nên cũng chả có quan tâm. Thì sáng ngày hôm đó là 6 giờ thì có một cái người đến, họ ghé họ chúc Tết đi chùa xong gần mình, họ tới thì chúc Tết. Thì thật sự ra là nói thì năm đó là một cái năm là mình đủ chuyện xui tùm lum thứ hết. Thì mình nói anh đó là ảnh hoàn toàn thiên kỵ với mình về cả tử vi, về cả địa chi, cả mạng, mà thiên can thì không đến nỗi nào. Và cái tên của anh đó thì nghe nó cũng có thể là rất là không tốt đẹp. Ví dụ đại loại như là cái tên mà mình không có nói rõ ra, nhưng mà mình lấy cái tên, thí dụ như là cái anh đó tên Văn Lộc hết đó, ảnh Văn Lộc mà hết luôn rồi, họ Văn tên Lộc hết
rồi coi như là đúng thiệt, năm đó mình văng luôn cái nhà luôn. À, cuối năm là mình văng cái nhà đó luôn. Đó thì đó là một cái những cái gì mình bản thân mình nó thiếu cái tự tin. Mình có thể là năm đó cái tài lộc mình không tốt, mình không thể đổ thừa cho ảnh, nhưng mà cái sự trùng hợp làm cho mình cảm thấy là không thoải mái ở trong công việc, làm cái gì nó cũng cái hồi hộp mà hồi hộp là nó rớt ê như rằng luôn. Mà mọi người biết rồi, làm thì khó lắm, tích lũy thì 3 năm, 5 năm mới có, nhưng mất thì 1 năm là đã sạch sành xanh. À, thì hy vọng với cái kinh nghiệm cũng như là với cái tìm hiểu của mình về cái văn hóa, về cái cách mà ông bà chúng ta chọn cái người đến sông nhà, tên nè, tuổi nè, ha, đến sông nhà để có cái sự may mắn, có cái lòng tin vào rằng đây là 1 năm chúng ta sẽ gặt hái nhiều thành công. Khi mà bản thân chúng ta tin vào cái, có một cái niềm tin thì chúng ta mới có thể chiến thắng được. Giống như đất nước Việt Nam của chúng ta đúng không, trải qua bao nhiêu cuộc kháng chiến, chúng ta là con kiến, chúng ta đấu với con voi, nhưng mà cái lòng tin của người Việt Nam tin rằng chúng ta cỡ con voi cỡ nào đi nữa chúng ta đánh rồi chúng ta cũng sẽ có một ngày chiến thắng. Thì rõ ràng là như vậy. À, chúng ta phải có lòng tin thì chúng ta mới làm có những cái việc không thể, còn nếu không có lòng tin thì không bao giờ làm được cái việc lớn được. Thì cái cách chọn người, cái cách chọn tên tuổi, hy vọng đem đến cái lòng tin, vững tin rằng chúng ta có 1 năm thành công thì chúng ta sẽ có được cái thành công nhất định nào đó. Vậy thôi, chứ còn không có bất cứ cái nền khoa học hay là một cái nghiên cứu nào thống kê rằng cái việc chọn người, chọn tuổi của cái người phương Đông là chắc chắn đem lại cái việc hanh thông tốt đẹp ở trong công việc. Mình đã nghiên cứu rất là nhiều và không có cái gì mà chắc chắn hết. Cũng như tử vi phong thủy, tử vi chứ còn phong thủy thì hoàn toàn tuyệt đối. Tử vi là một cái gì đó mang tính tương đối, có thể nó đúng với người này cùng tuổi cùng năm sinh với mình, nhưng mà không đúng với bản thân mình là chuyện bình thường, không có việc gì mà nó quá to lớn. Tuy nhiên là mình biết được là một cái năm nó tổng thể như thế, nó không có xảy ra nhiều chuyện xấu là bằng cách là mình đưa ra những cái nhận định, đưa ra những cái năm nay xấu thì mình thu vén mọi chuyện nó gọn gàng lại một tí xíu. Nếu như lỡ có xảy ra chuyện xấu thì chúng ta sẽ không gọi là cây cú mà tiếp tục lao lao tiếp mà để mà chết não. À, vậy thôi. À, hy vọng rằng là những cái chia sẻ vừa rồi với mọi người sẽ giúp cho mọi người có được cái cách chọn một cái người tuổi tên nó hợp với cái truyền thống lâu năm chọn cái người sông nhà của người Việt Nam nói riêng và người phương Đông nói chung. Rồi, đó là những cái chia sẻ cơ bản với mọi người. Chào mọi người rất là nhiều. Mình đã nói rồi là mình sẽ tranh thủ làm cho mọi người trước khi Tết Nguyên Đán đến thì mình sẽ cơ bản xong hết cái khoảng 60 cái video clip cho những người nằm trong năm hàng 6, hàng 7, hàng 8 và một số tuổi hàng 9. Tại vì nói thật sự ra mọi người để có 30 phút mọi người xem thì mình chắc là do mình học chưa có đủ, trí nhớ mình không tốt, cho nên mình phải tốn khoảng 7-8 tiếng để mình chuẩn bị và quay cái video. Cho nên là mọi người phải cứ kiên nhẫn giúp mình. Mình không mình nói nè, đã không chia sẻ thì thôi, mà khi chia sẻ thì mình muốn cái sự gọi là tìm hiểu chắt lọc thông tin, đối chiếu nhiều chiều của mình nó được chính xác tốt nhất để mọi người có thể sử dụng cái thông tin của mình mà đưa ra cái định hướng về công việc, tài lộc cũng như cái cách đối xử ở trong gia đạo một cách để có được cái năm nó tương đối tốt đẹp. Vậy thôi, cho nên là mọi người đừng có hối mình sẽ yên tâm, mình sẽ từng từ tự mình sẽ cố gắng mình làm càng nhiều tuổi càng tốt. Được em. Yến thì tự xong nhà thì trước giờ đó mình đi chỗ khác, ông xã cúng xong mình chạy về, tự xong nhà mình vẫn được nha mọi người. Mình không nhờ được người nào, mình không tin tưởng, mình tự xong nhà. Thấy không? Trước giờ đó mình có thể đi ra chùa, ra đình gì đó, xong rồi cái qua giao thừa mình về mình xong nhà mình.
ổn thỏa thôi mọi người, đừng có nhất thiết là phải chọn một cái người lạ. Không? Nhớ mà xong nhà là nhớ đem vô lì xì, thí dụ như mình vợ là phải lì xì ông xã nữa ha, ông xã chứ không đầu năm không có hanh thông lắm, tội nghiệp ông xã đó. Rồi mọi người có thắc mắc gì hỏi về cái người xong nhà, hôm nay mình chỉ nói về người xong nhà thôi nha, còn về ngày giờ xong nhà thì mình sẽ chọn một cái ở trong một cái video livestream khác. Năm nay là một năm tương đối khó chọn cái ngày xong nhà, cho nên là mình sẽ nói ở trong một cái video buổi livestream khác. Buổi livestream này mình sẽ buổi livestream mà chọn ngày xong nhà thì khai trương thì mình sẽ chia sẻ cho sau vài ngày nữa. Mình phải tìm hiểu cho kỹ. Tại vì năm nay thì không thể nào mà chọn ngày xong nhà theo tuổi, mà nên là chọn ngày hoàng đạo, ngày tốt. Năm nay thì cơ bản là ngày mùng 5 và ngày mùng 8 là có thể chọn làm ngày xong, làm ngày khai trương cho rất là nhiều ngành nghề. Để khoan để mình coi lại, tại vì xa quá mình không thấy. Bính Thìn nữ hả? Bính Thìn nữ thì bính thì hợp tân, đúng không? Chọn nếu mà người bính thìn thì chọn người Tân Dậu là đẹp nhất. Tại sao bính hợp tân? Dậu và dậu với thìn là lục hợp, nhưng bản mệnh thì người dậu năm nay là dậu là mộc khắc thổ. Thì mình vẫn chọn hai cái tốt so với một cái xấu vẫn được. Còn không thì chọn người canh thân. Canh thân thì thân tí thìn tam hợp. Rồi mộc cũng khắc thổ. Còn nếu mà mình muốn sức khỏe tốt đẹp trong gia đình thì mình chọn một cái người có bổn mệnh là hỏa hoặc là thổ luôn. Có thể chọn người Tân Mùi. Tại vì thìn tốt sửu mùi, nhưng mà thìn với mùi nó xa nhau cho nên nó không có xung. Tự người Tân Mùi thì tân hợp bính ha, mùi thì hơi khắc một tí xíu, khắc rất là ít. Rồi là cả hai cùng mệnh thổ. Cha tuổi Tân Sửu tuổi nào xong nhà? Có thể chọn người tuổi Tỵ, tuổi Dậu, người tuổi Sửu ha. Rồi là Tân thì chọn cái thiên can có chữ bính đó. Tân Sửu là đẹp nhất là bính thìn theo mình. Ôi, anh mà đưa ra từng tuổi thì nó rất là nhiều, nó nhiều lắm mà cái video nó sẽ rất là dài. Cho nên là mọi người cứ phải tự mà tính. Hồi nãy mình đã đưa ra cái ban đầu rồi, dựa vào những cái thông tin đó mọi người sẽ có thể tính được cái người mà nào tuổi nào để mà đưa đến xong nhà của mình tốt đẹp. Đâu có nhất thiết là phải bây giờ có tới 60 con giáp thì biểu mình chọn cho từng tuổi thì chắc là cái video nó dài chắc 5-6 tiếng đồng hồ. Ai đâu mà coi rồi biết cái tuổi nào, mọi người cái đoạn nào nói về cái tuổi nào, chẳng lẽ coi hết một cái video ra dài như vậy. Cho nên là mình sẽ đưa ra cái cách tính cho mọi người, và sau mọi người dựa vào cái cách tính hồi nãy mình chia sẻ đó và tính ra là người nào như thế nào. Còn không biết nữa thì mọi người có thể thí dụ như không biết cái tuổi này nó hợp với tuổi mình hay không thì đơn giản thôi, cứ có những cặp địa chi tam hợp như là thân tí thìn, dần ngọ tuất tỵ dậu sửu vậy đó. Đó là những cái tam hợp. Còn mà lục hợp thì có thể kể như là ngọ mùi, thìn dậu, dần hợi thân tỵ đó, cái cặp địa chi đơn giản như vậy. Đinh Tỵ Kỷ Dậu được em, Đinh Kỷ Kỷ Dậu vẫn được em. Trâu thì nếu như trâu thì nên chọn là Tỵ Dậu Sửu hoặc là tuổi Tý, tự nhiên Tý với lại Sửu là lục hợp. Tỵ Dậu Sửu là ba tuổi đó là tam hợp.
trong đó có Tý với Sửu là lục hợp, cho nên là có thể chọn tuổi Tý, và nếu tuổi Trâu thì chọn tuổi Dậu và tuổi Tỵ. Đó, Tý, Dậu, Tỵ, 3 tuổi. Mậu Ngọ thì như anh thì anh hay chọn người Kỷ Mùi, và anh cũng có người bạn tuổi Kỷ Mùi luôn, hoặc là một người nào đó mà mệnh mộc Kỷ Mùi hoặc là Kỷ Tỵ. Mời anh bay ra đây, từ đây ra ngoài Hà Nội xong nhà em là hơi phê đó. Qua năm thì người Tỵ, Dậu, Sửu 3 tuổi vẫn là người ba cái tuổi vẫn chịu trong năm tam tai, nhưng mà năm năm Kỷ Hợi thì Tỵ chịu nặng hơn. Qua năm sau thì tuổi Tỵ nó đỡ một chút xíu, và năm tới nữa nó đỡ chút xíu, tức là năm tới là năm của người tuổi Dậu ha, năm tới là người tuổi Dậu chịu nặng, cho nên là rõ ràng là năm tới thì đinh Tỵ sẽ tốt đẹp hơn năm nay, chứ không phải là nó trở lại cái quỹ đạo tốt đẹp như từ xưa giờ nha, mình nói trước. Vì dù sao đi nữa thì vẫn đang nằm trong năm tam tai. Mọi người xem video, mọi người bấm cho mình cái nút này nè, đó, cái nút ở ngay đây nè, đó. Đang có 22 người nữa nè. Được em. Kỷ Mùi Tân Mão được. Nhưng mà nếu mà Kỷ Mùi thì anh thật sự mà nói kiếm một đứa giáp ngọ 24 nhỏ nhỏ. Giáp hợp Kỷ, ngọ hợp mà ngũ hợp với Mùi. À, còn nó nhỏ quá thì nó không có cần xét về mạng. Đó. À, ba T ba T nè, anh chưa có xem xét cho người Ất Hợi, nhưng rõ ràng là do là năm nay nằm trực thái tế của Ất Hợi, cho nên là Ất Hợi năm nay rất là xấu. Năm tới chắc chắn là sẽ đỡ hơn nhiều, với không có còn bị gọi là trực thái tế nữa. Hải Huyền hỏi gì em? À, mẹ em tuổi gì em chưa biết Hải Huyền, cho nên là anh không thể trả lời câu hỏi của em được. Đúng rồi ạ. Nói chung là sao Thái Bạch thì nên kỵ cái màu trắng một tí xíu. Người mà Nhâm Tý lại là bị trực thái tuế nữa, cho nên là nếu là mình thì mình sẽ hạn chế mặc cái gì đó mà màu trắng. Tốt đẹp nhất vẫn là màu đen và màu xanh biển đối với người Nhâm Tý, vì sao Thái Bạch nó hành kim, nó gặp thủy là nó bị sinh xuất, nhưng mà thủy lại là tương sinh bổn mệnh của người Nhâm Tý, cho nên là mình sẽ chọn cái gì đó mà liên quan tới thủy. À, anh không có ở không mà anh kéo lên đâu Hải Huyền, em muốn thì có thể đánh lại, không muốn thì thôi ạ. Tân Mão hả? Tân Mão 21 Tân. Nó cũng đâu có tương sinh gì đâu em. Cho nên chọn cái gì đó tương sinh nó sẽ tốt hơn. Nói chung là người Giáp Tý ở trong cái năm Canh Tý là bị trực thái tuế, chắc chắn rồi ha, năm tuổi là bị trực thái tuế, hình thái tế thì người tuổi Dậu. Và xung thái tế là người tuổi Ngọ. Hình thái tế là tuổi Dậu và tuổi Mão ha. À, mình đã nói rồi, video này mình chỉ gói gọn trong cái việc là chia sẻ với mọi người về cái cách chọn người, chọn tuổi, chọn tên như thế nào để phù hợp với cái việc
xong nhà, chứ còn mình không trả lời về tử vi. Tại vì nó khi mà mình trả lời về tử vi á, thì nó lan man lắm. Những cái người mà coi cái tiêu đề ở trên người ta vào người ta xem á, thì nó sẽ bị không có liên quan. Đúng không? Cho nên là mọi người hỏi mình chỉ xoay quanh vấn đề là chọn tuổi, chọn tên, chọn người như thế nào hợp ở trong cái bộ mệnh của mình, thì mình sẽ tích ra một khúc mình sẽ nói sơ cho mọi người nghe. Chứ còn mà hỏi về tử vi thì xin lỗi, mình không sẽ không trả lời nha, mình nói trước. Đinh Tỵ 17 tháng 5 trên Mai, giờ này chưa thấy tiền nhưng mà cũng ăn Tết thôi. Thì có tiền thì mình ăn Tết lớn, không tiền mình ăn Tết nhỏ, chứ có gì đâu mà không ăn, đúng không? Đôi khi anh nói thật chứ, tới giờ phút này ở cái tuổi bắt đầu là phải đi phát lương, thì anh nói chứ đang yên, đang lành Tết chứ. Hai tuần là không có nhân viên, không có làm việc mà mình phải trả tiền, đúng không? Rồi nào là quà, cá, rồi ôi chúng cha đủ thứ hết. Và nếu mà nhân viên đi làm là phải trả gấp 3. Khổ vậy đó, mà các đặc biệt trả gấp 3 cũng không có người để làm. À, nói vui chứ đang yên đang lành Tết chi cho nó mệt chứ không biết nữa. Ngày xưa thì trông Tết từng ngày, ngày nay thì cũng trông đó mà trông Tết đừng có đến. Khổ vậy đó. À, canh thân gặp năm Tý tốt hay không thì mình đã chia sẻ video clip rồi, cho người nữ mạng rồi, nam mạng thì chắc là một vài ngày nữa mình sẽ chia sẻ với mọi người ha. Tân Mão Kỷ Mùi, Mão Mùi là tam hợp được em, Tân Mão Kỷ Mùi được, không có vấn đề. Không có gì đâu em, mèo đến nhà là khó, chó cái gì mèo đến nhà là khó, chó đến nhà là giàu, đó là nó đến nó ở trong nhà mình. Tự nhiên đâu đâu có con chó nó chui vào nhà mình nó ở một cách thì chắc chắn là đó là một cái điều may mắn. Hoặc là tự nhiên có con chó nó chui về vào nhà mình nó đẻ thì đó rất là may mắn, không phải tính vào ngày giao thừa. Cho nên là đừng có mà suy nghĩ tự nhiên đang cúng xong cái con mèo nào đi lạc nó chạy ngang nhà mình, nó chui vào nhà mình rồi xong nó đi là chuyện rất là bình thường, không có gì đâu. Nó đừng có chui vào nhà mình, nó đẻ nó ở luôn là ok. Nhưng mà anh đó, đối với anh đó, một người miền Nam á, con nào mà nó đến nhà anh thì anh cũng cảm thấy nó tốt cả. Tại vì như người ta nói đó, cái phần con nó sẽ chọn những cái nơi tốt đẹp nó ở, chứng tỏ là mình đang ở một miếng đất tốt thì mới có con này con kia nó đến nó ở. Chứ còn mà miếng đất mình không tốt, con chim nó còn không ghét nữa. Nè. Dạ. Em Quý Hợi, chồng Ất Sửu là kim. Ất Sửu là kim, kim thì nên chọn người hợp tuổi của chồng mà xong. À, thí dụ như là người Tân Tỵ đi. Nhưng mà chữ Tân nó sẽ khắc Ất. Cho nên là có thể chọn một người mệnh Tân Tỵ. Quý Dậu cũng được. Chọn người Quý Dậu 93 là đẹp nhất. Ha. Với mệnh Quý Dậu cũng là kim ha, Dậu với lại Sửu là tam hợp. À, cho nên chọn người Quý Dậu là đẹp nhất. À, mình đã nói rồi là ở cái video về ngày khai trương thì mình sẽ chia sẻ với mọi người sau đây 3-4 ngày nữa. Tại vì mình vẫn đang cân đo tìm hiểu là như thế nào. Hai Phương nha, lâu quá mới gặp em. À, chào Mùi Dương nha. Mẹ em tuổi Đinh Hợi thì nên chọn một người khác để xong nhà nha Hải Huyền. Em Kỷ Hợi thì không nên xong nhà cho người Đinh Hợi. Mình sẽ chia sẻ ở một cái, mình đã nói là mình hẹn mọi người rồi, mình sẽ chia sẻ vào cái ngày
để mà mọi người có thể gọi là chọn cái ngày khai trương. Thật sự mà nói thì năm nay là ngày mùng 5 và mùng 8 là hai cái ngày tương đối tốt đẹp cho nhiều ngành nghề. Tuy nhiên là còn tùy vào tuổi, thì do là mình chưa có xem kỹ là ngày đó là ngày gì, nhưng mà hai ngày đó xét chung là hai ngày hoàng đạo, thì chọn ngày khai trương thì chọn ngày hoàng đạo, không ai chọn ngày hắc đạo cả. Còn tùy vào tuổi thì mình chọn giờ mà cúng. Quý Hợi thì đã đỡ rồi đó Phương ơi. Tới giờ phút này thì cũng gọi là tạm qua được con sông nguy hiểm rồi. Mùi Dương, anh đã nói rồi, ở video này anh sẽ không trả lời về tử vi, về vận hạn, cho nên là anh chỉ trả lời ấy thôi. Dung Dung, em chịu khó em inbox cho anh đi, tự gì ngày khảo thả tôm thì nó mình không thể nào mà khẳng định được, tại vì anh nhớ là tôm là nó về giờ nào mà nó giao mình giờ đó thôi, cho nên là có thể là lấy cái ngày cúng cái chỗ đó trước, cúng cái dung trước, sau đó rồi là có tôm ngày nào mình thả ngày đó thôi ha. Cảm ơn Trần Văn Hợp ạ. Thì anh đã nói rồi mà Phương, anh nói Quý Hợi năm nay giữ được cái mạng là tốt rồi, cho nên là chuyện gia đạo tình cảm năm nay nó xào xáo một tí xíu thì cũng phải chịu thôi. Mình có tới 36 năm tốt đẹp thì phải lâu lâu mình phải có một cái hố ổ gà để mình biết rằng là cuộc đời không có lúc nào cũng màu hồng đâu, đúng không? Tân Dậu thì mệnh mộc nên chọn kỷ tỵ 89 1989 ha. Tỵ Dậu Sửu tam hợp, người kỷ tỵ cùng mệnh mộc, kỷ với tân thì không khung sắc, cho nên là ok chọn người tuổi kỷ tỵ hoặc là mậu thìn, 88 89 đều được. Mậu thìn thì lục hợp, thìn với dậu là lục hợp ha. Nhâm Tuất thì nên chọn một người nhâm đinh hợp nhâm, nhâm Tuất đinh Mão. Chọn đinh Mão hoặc là bính Dần. Có bộ mạng tí xíu cũng không biết sao. Dù gì đi nữa mình thủy mình khắc hỏa người ta thì nó vẫn tốt đẹp ha. Anh nói này mà, ước gì anh nói chuyện tốt thì nó sẽ đến đúng như những gì anh chia sẻ. Nhưng mà không, anh nói chuyện xấu nó mới ra thôi, còn chuyện tốt nó chưa biết nó có đúng hay không. Tại vì thường mọi người tốt là mọi người bận bịu, mọi người đâu có bao giờ liên lạc với anh đâu. Nhưng mà anh nói chuyện xấu có, đó là mọi người liên lạc nó chọi anh ba cái miệng, anh ba ghê quá. Nói cái gì nó có cái đó, nói đó là may mắn thôi, chứ không phải anh ba hay đâu ha. Cảm ơn Thịnh Lê. Nghi Vũ, mình đã nói rồi, mình video này mình chỉ chia sẻ với mọi người phần lớn là những cái thông tin về cái người xong nhà thế nào là hợp, cái cách chia sẻ. Mình chỉ đưa ra những cái cách để tính làm sao để có một cái người hợp mệnh, hợp tuổi mà chỉ xong nhà mình thôi. Chứ còn mình không đưa ra từng tuổi một, tại vì từng tuổi một trong 60 con giáp rất là lâu mà tính toán rất là cực ha. Chủ nhà sinh năm 1967, đinh mùi thì chọn những tuổi như là trước hết là địa chi á, người đinh mùi thì chị sẽ chọn những tuổi như là ngọ nè, là lục hợp với là mùi nè, hợi mão là tam hợp với tuổi của mình. Sau đó sẽ chọn cái mạng người nào, thì người đinh mùi là mệnh thủy thì nên chọn những người mệnh thủy và mệnh kim của những cái tuổi như là mùi và những cái tuổi như là ngựa và mèo với hợi. Rồi là thiên can thì tránh
chọn chữ quý vì chữ quý nó khắc chữ đinh. Còn lại thiên can nào cũng được. Tốt nhất là vẫn chọn, nếu mà thiên can chọn tốt nhất vẫn là chữ nhâm, vì đinh hợp nhâm ha. Chào mọi người nha. Chồng mậu thân, chồng mậu thân, mậu mậu hợp quý thân, thân thân quý quý, quý. Mậu hợp quý thì thân thì kiến tý thân quý thân quý thân 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 bính được, bính thì có vợ rồi, thậm chí thân mậu thân thổ, thổ ngay bản thân mà mậu thân với bính thìn thì anh nên khuyên là người bính thìn đi ra ngoài rồi tự xông nhà luôn đi cho nó tốt đẹp, cả hai người cùng làm thổ, quý bính thì không xung không khắc ha, thân tí thìn thì tam hợp cho nó gia đạo nó ổn định lại. Được em Hải Huyền, người tân mão xong nhà cho người định hợi vẫn ok. Quý hợi nhâm tuất nam mạng thì chắc là phải hai tuần nữa mới có em nhé, anh đang tập trung làm khá nhiều. Trước hết là mình sẽ trả lời cho người quý hợi, tại vì người quý hợi năm nay là một năm đầy sóng gió, cho nên là năm tới sẽ chọn một cái tuổi nó tốt đẹp hơn. Chữ quý mậu là hợp quý nè, cho nên là nếu mà muốn tốt cho công việc làm ăn thì nên chọn một cái người nào đó tuổi mậu. Hợi thì nên là chọn hợi mão mùi, muốn tốt cho cái việc gia đạo tình cảm ở trong nhà thì nên chọn một người dần là lục hợp về địa chi nè, mão mùi là tam hợp về cái vậy là nếu mà như vậy thì vừa tốt cho công việc và vừa tốt cho tài lộc, cũng như là tốt cho cái việc mà sức khỏe, thì nếu mà người quý hợi thì kiếm được người quý mão sinh năm quý mão sinh năm 1963 là xong nhà rất là ok. Còn cách xong nhà như thế nào thì phần đầu của video mình đã chia sẻ rồi, lát nữa mọi người sẽ xem lại thì mọi người sẽ rút ra cái cách để mà tính ha. Đúng rồi, vậy thì em đi ra khỏi nhà ổng cúng, ổng quay vô ổng xong nhà cho em, còn không là em cúng, đúng không? Người canh tức ấy, thì tốt nhất vẫn là người ất mão. Tại sao? Tại vì người ất mão đó là ất hợp canh, mão với tuất là lục hợp, mạng thì kim và thủy là cũng là một trong những cái mạng gọi là thuộc tương sinh, cho nên là năm nay chọn người ất mão xong nhà là đẹp nhất. Giáp dần thì do là chữ canh nó khác chữ giáp, nó ảnh hưởng tới phần công việc nhiều quá, cho nên là mình tốt nhất vẫn chọn ất mão nhé. Tuyền Trần mình mới vừa chia sẻ đó, ở trên đó là xong nhà là nên chọn tuổi chồng là chủ chính, sau đó mình kiếm một cái người. Nhưng mà tuổi em thì nên chọn chồng em canh tức thì nên chọn ất mão, anh mới vừa chia sẻ xong. Được em, người Tân Dậu nữ mạng thì cỡ khoảng tháng 6 tháng 7 thả cho có bầu qua đầu năm năm Sửu đấy. Chà, Thảo Cindy ở nhà là một bầy ngựa luôn ha, ngựa lớn, ngựa chung, ngựa nhỏ. Bạn Thảo Cindy này, bạn muốn hỏi về cái gì? Mình nói nha, người nhâm tý
là năm sau là một năm trực thái tuế, thì nên chọn một cái tuổi nào đó tốt đẹp hơn tự xem nhà cho mình, đặc biệt là người canh thân xem nhà của mình rất là đẹp. Canh thân sinh năm 1980 với mệnh mộc mình cũng mộc ha, thì sẽ tốt đẹp hơn là tự mình xem nhà mình nha. Thảo study là mình không có, mình đã nói rồi, ở cái video này mình chỉ chia sẻ với mọi người và tư vấn cho mọi người về cái tuổi xông nhà và cái người xông nhà thôi, chứ còn mình không nói về mặt tử vi. Cho nên là nếu mà được thì bạn có thể hỏi ở việc này ở một cái video khác. Mậu thân, em tuổi kỷ tỵ, em tuổi kỷ tỵ chồng kỷ tỵ xông nhà tuổi nào được canh ba minh trần, thì lấy tuổi kỷ tỵ của chồng làm chính đi, thì mình nói chung là mình sẽ tìm một, nếu muốn tốt cho công việc việc làm ăn thì nên chọn một người chữ giáp Đó, còn mà muốn tốt cho công cái việc gia đạo hạnh phúc vui vẻ thì mình nên chọn một người nào đó tuổi Dậu và tuổi Sửu, thậm chí là tuổi Thân. Nếu như mà người kỷ tỵ, đừng có nghe là dần thân tỵ hợi gì đó tứ hành xung, cái cặp cái khu mà bốn cái tuổi tứ hành xung này rất là hay, thân với tỵ thực chất là lục hợp luôn, cho nên là vẫn có thể chọn người canh thân để mà xong nhà của mình sinh năm 1980. Tại vì mạng thì cùng mạng mộc, à, canh kỷ thì không xung không hợp, thân với tỵ thì là lục hợp, cho nên là có thể chọn cái tuổi canh thân hoặc là giáp tý, thì giáp tý thì nó hơi hơi bị xung mạng, mậu thìn cũng được. Canh tức thì hồi nãy mình đã chia sẻ ở trên rồi, anh vui lòng anh coi lại giùm mình ha. Canh tức thì tốt nhất vẫn là người Ất Mão sinh năm 1975. Đinh Mùi nữ mạng thì em có chia sẻ rằng là nên kiếm một người tuổi 1966 nè, Bính Ngọ nè, cũng được nè. Mùi thì nên chọn nè Hợi và Mão cũng như là Ngọ để mà xông nhà cho cái việc địa chi nó tam hợp, hoặc là một người với chữ Đinh thì kiếm chữ Nhâm. Nếu như mà tốt đẹp nhất là chọn một người Nhâm Ngọ 202 thì nó sẽ rất là ok. Hồi nãy mình đã chia sẻ ở trên rồi, cho nên là hiện đoàn vui lòng coi lại giùm mình, chứ nãy giờ mình cứ phải hỏi đi người này hỏi xong rồi lại lặp đi lặp lại rất là nhiều lần, nó rất là mệt ha. Cái chỗ nào mình trả lời rồi thì mình sẽ không trả lời lại. Quý Dậu mệnh Kim, Mậu hợp quý thì chọn một người có thể là chữ Mậu, Dậu thì nên chọn một người tuổi Tỵ và một người tuổi Sửu. Nếu như anh thì anh sẽ chọn Ất Sửu cũng được, hai người cùng là mệnh kim. Rồi là Ất Quý thì không xung không hợp, Tỵ Dậu Sửu là tam hợp, cho nên là tốt vẫn có thể chọn được một người một Ất Sửu, hoặc là chọn một người nào đó ví dụ như Tân Tỵ cũng được, nhưng mà chữ do chữ Tân nó khắc chữ Ất ảnh hưởng tới phần công việc, cho nên là tránh người Tân Tỵ cũng là tốt hơn. Triệu Thị Duyên là mình đã nói rồi, ở video này mình sẽ không có tư vấn hay là trả lời những câu hỏi đại loại về tử vi, mình chỉ chia sẻ với mọi người ở trong cái video này về cái tuổi xông nhà, người xông nhà chọn như thế nào là hợp lý, chọn như thế nào là cảm thấy nó an tâm, chứ không mình không trả lời những câu hỏi đại loại như vậy. Mậu Tuất,
ông xã Thảo Sandy, ông xã ở nhà hồi nãy tuổi gì ta, cái Bính Ngọ đúng không, Bính Ngọ Mậu Tuất, ok ạ, à? Cũng được ạ, à? Cũng xong nhà tốt ạ, à? À, người Tân Mão thì nên chọn một người tuổi tuổi Tuất hoặc là tuổi Tuất nè, tuổi Hợi và tuổi Mùi, đó là ba cái tuổi về về địa chi là tốt đẹp. Ở cái người Tân Mão thì đã lớn rồi cho nên là vẫn là gia đạo tốt đẹp vui vẻ, là đem đến cái sự hanh thông mọi điều cho nó, thì nên làm nếu với chữ Tân đó thì nên chọn người Canh Tuất. Tân Mão nên chọn Canh Tuất, thậm chí là Quý Hợi cũng được, không cần phải không. Bính Thân chọn Tân Dậu, bính thân 1956 1956 chọn Tân Dậu, Bính Hợp Tân cũng được nha. Nếu mà nói nào Kỷ Mùi mà nam mạng thì mình nói thật sự là nên chọn Mậu Ngọ, còn không đặc biệt được tốt đẹp là Giáp Ngọ sinh năm 2014 đó, là rất là tốt đẹp cho người Kỷ Mùi. Si Thủy, sau cái livestream em vui lòng em xem lại giúp anh. Anh có chia sẻ là người sinh năm 1967 nên chọn tuổi nào rồi. Anh nhắc lại lần thứ hai rồi cho nên bây giờ mà nói lại nó rất là dài dòng. Anh có thể đọc số điện thoại cho mọi người, nhưng mà cái khoảng thời gian này trong năm đó là anh ngại nghe điện thoại lắm, tại vì anh cần cái sự tập trung để mà chia sẻ những cái, làm những cái video chia sẻ cho mọi người. Thì số điện thoại của anh là 0964 905730. Thì mọi người có thể gọi anh tư vấn, nhưng mà tốt nhất là sau 2 giờ chiều và trước 10 giờ đêm của mỗi ngày. Nếu mà mọi người ở nước ngoài thì mọi người có thể canh vào buổi sáng của mọi người gọi cho mình, chứ đừng có gọi buổi đêm, thì bên này là sáng sớm, khoảng thời gian buổi sáng là mình hay dùng để giải quyết công việc cá nhân, giải quyết cái chuyện công ty của mình, rồi là lấy tài liệu để mà chia sẻ video, cho nên là mình sẽ không có nhiều thời gian. Sinh ra em là nam, em là thuộc người thế giới thứ ba, nhưng mà em sinh ra em là một người nam, thì em cứ chọn cái tử vi của người nam mà xem. Tuy nhiên là mình ở lưỡng tính thì mình hơi khó để mà vận dụng cái tử vi một tí xíu, nhưng mà nó cũng không khác biệt lắm đâu em. Anh đọc lại số là 0964905730. Mọi người có thể sau video mọi người có thể coi lại và chia sẻ với mình. Mọi người đang xem video mọi người bấm cho mình cái nút này nè. Ai đang xem trên điện thoại thì sẽ có, còn xem trên TV thì thôi không có thì không sao nha. Cảm ơn mọi người nhiều. Mọi người nên chia sẻ cái video này cho nhiều người khác xem, để mà có một cái cách tự mình ứng dụng để mà chọn cái tuổi xong nhà nó tốt đẹp hơn. Nó đem lại cái sự tự tin cho bản thân mình rằng năm nay Canh Tí dù là một năm đầy khó khăn, nhưng mà mình sẽ có những cái sự may mắn nhất định mà thành công trong công việc. Mọi người chịu khó thôi. Regan Nguyễn, em chịu khó em sau video em tự em coi lại thôi, chứ còn bây giờ đọc tới đọc lưu bài. Với lại mọi người dễ lắm, mọi người ra Google, mọi người đánh số điện thoại của anh Ba Tử Vi là nó sẽ ra. Hình như là mình nhớ mình chia sẻ cái số điện thoại này cũng đã 3-4 năm rồi, cho nên là
Google nó cũng thuộc dạng là có nhiều lượt tìm kiếm, cho nên là mọi người cũng rất là đơn giản. Mình thì nói như thế này, là mình chỉ giúp đỡ mọi người, không phải là giúp đỡ mà là chia sẻ những thông tin, chứ còn không phải là cái gì của mình cả. Tất cả đều là mình tổng hợp, mình đọc từ sách có, mạng có, chỉ qua là mình là người ở không, mình đọc, mình có cái trí nhớ khá tốt để mình chia sẻ với mọi người thôi, chứ còn mình không dám nói cái gì là của mình cả. Kiến thức về tử vi phong thủy đều là kiến thức mình học được từ sách cả thôi. Cho nên là nhiều người nói rằng đó là mình chia sẻ phong thủy tử vi mà mình hay liếc vào màn hình. Giờ chính xác, ngày xưa đó là để đọc một cái văn bản khoảng nửa tiếng đồng hồ thì người ta phải để những cái gạch đầu dòng, người ta làm trong tờ giấy. Còn bây giờ là thời hiện đại rồi, thời 4.0 rồi, cái máy vi tính nó làm được rất nhiều việc. Tại sao mình không nạp vô máy và thay vì cầm tờ giấy lột sột thì mình nhìn vào cái đó, những cái đầu dòng đó mới để mình nói. Mình cũng không có gọi là tự cao tự đại rằng mình là người giỏi nhất về cái cách tổng hợp chia sẻ cái phong thủy tử vi. Tuy nhiên là cái phong thủy tử vi của mình là không hăm dọa người khác, mình chỉ biết thấy xấu thấy tốt mình đưa ra cho mọi người, còn lại thì tùy mọi người ứng dụng vào cuộc sống mà thôi, chứ còn mình không có phải là cái người mà hăm dọa hay là cái gì cả. Tốt mình nói tốt, xấu mình nói xấu, để mọi người biết cái vận hạn của năm để mà cương nhu trong các cái công việc làm ăn, tình cảm, gia đạo cũng như mọi thứ khác. Cái bạn gì tiếng Anh á là tiếng này tiếng Hàn thì mình đã chia sẻ rồi, người canh thân ở trong năm nay nó như thế nào, ra sao rồi. Alo, anh đang live stream nhé, tí nữa đi nhé. Dạ, anh không có dám nghĩ là mình tốt hay xấu đâu, nhưng mà mình cảm thấy rằng đó là mình chia sẻ. Anh nói thật cho mọi người, cái nghĩ anh tốt chứ không có đâu, anh cũng không tốt gì đâu. Đây anh coi như là công việc, tại vì anh làm video lên, anh chia sẻ với mọi người thông tin tử vi thì mọi người sẽ xem và ủng hộ kênh của anh, thì đồng thời như vậy thì xem, mọi người xem và ủng hộ kênh của anh thì Google sẽ trả tiền cho anh. Cho nên thay vì anh phải đi làm công này kia thì anh coi đây là công việc của mình. Cho nên là anh yêu thích công việc này, anh tôn trọng nó và anh làm nó một cách hết mình. Thế thôi, chứ còn anh không dám tự nhận rằng là anh đang giúp đỡ mọi người hay như thế nào. Anh không dám nhận cái điều đó. Còn mọi người ứng dụng nó ra sao, đó là mọi việc của mọi người. Còn có nhiều người hỏi anh rằng là anh ơi, em năm nay khổ quá, để làm cách nào vượt qua nó. Thì thật sự là mình chỉ có một số cái mẹo nhỏ để mà đi, khi mình đọc sách mình tìm hiểu được. Còn có nhiều cái là mọi người nó có cúng để mà giải quyết được hay không, mình nói xin lỗi, mình không biết được. Có thể là mình người học chưa đến, hoặc là tu chưa đủ lâu, cho nên là mình chỉ học được cái cách là biết được nó vận hạn xấu tốt ra sao thôi. Còn vượt qua cái xấu như thế nào, hoặc là lợi dụng cái tốt để kiếm tiền bạc như ra sao, đó là tùy vào cái phúc của mọi người, cái phúc của cái người mà biết được. Chứ còn bản thân mình không biết được. Mình nói vui, chứ nếu như bản thân mình mà có thể gọi là cúng để di căn hoán số, để từ một cái năm xấu biến thành một cái năm tốt, thì xin lỗi, mình tự làm rồi. Mình tự cúng để cho mình tốt đẹp lên, để mình trúng số rồi, chứ mình không phải hàng ngày phải đi đọc tài liệu và chia sẻ với mọi người như thế này để kiếm gọi là một số ít cái tiền từ Google. Cho nên là mọi người đừng có nghĩ rằng mọi người nợ mình giúp mọi người hay là cái gì hết. Cứ bình thường đi. Mình đáng lẽ, nếu như có thể đúng là nói đây là một cái chương trình TV đấy, mình các mọi người là khán giả, cho nên mình phải tôn trọng khán giả. Mình phải yêu quý mọi người mới đúng, chứ không phải là mọi người yêu quý mình đâu. Đối với mình là như vậy. Cho nên là mọi người không nợ mình gì cả. Nói thật sự mà nói như vậy nào, mình nói như là tất cả mọi thứ
mình đi có đi xếp phong thủy cho ở đâu đi nữa thì mình đều nói rằng phước chủ may thầy thì sự việc nó mới lên. Bây giờ mình có giỏi mấy, bằng tất cả kiến thức của mình xếp cho phong thủy cái nhà đó tốt đẹp, nhưng mà người đó không đủ phước thì họ cũng không tận hưởng được. Chứ nói vui nè, không có ông thầy nào mà không nắm chắc cái vấn đề đó, không biết xếp như vậy có tốt cho gia chủ hay không mà tự tin dám làm. Bởi vì nếu mà làm không tốt cho gia chủ tức là đeo nghiệp lên người mình. Cho nên là bản thân mình là khi đi, mình hay nói tất cả đều là phước của người chủ rồi mới tới may ông thầy. Nó người ta phải xếp trước. Người xưa đều nói mà, phước chủ may thầy à, chứ không bao giờ mà nói ông thầy cũng giỏi đâu. Thấy không? Giỏi chưa chắc là đã làm thành công. Có nhiều người ngoài kia giỏi lắm chứ, thật sự mà nói vậy. Nói thật sự mà nói thấy không? Như đại loại như cái chuyện Phúc Ít Đô đi, thì mình chia sẻ rằng cái năm Kỷ Hợi tất cả những người Quý Hợi rất xấu, và Phúc Ít Đô là người Quý Hợi, đúng không? Mình thấy đầu năm mà con gà và gáy dữ quá là mình nói coi chừng ha, họa nó đang đến mà không biết thì thôi, thì mình cũng không phó sát muối và vết thương của bất cứ người nào, nhưng rõ ràng là đó là họa của người Quý Hợi. Thì cái năm nếu như mà biết rằng là năm không tốt, lùi lại một chút xíu thì đã giờ này không có phải trả giá cho cái chuyện mà mình to mờ, đúng không? Cái đó là cương nhu trong làm ăn đó. Ví dụ biết năm nay tôi đã xấu thôi, rút lại, khép hình lại nhẹ nhàng, không có khô trương thì không có nhiều người để ý. Con khô trương để ý thì rõ ràng là sẽ xảy đến những việc rất là không tốt đẹp. Giống như năm nay mình nói nhiều người đó là tuổi Hợi năm nay năm trực Thái Tuế. Người ta nói Thái Tuế nhập hạn thì không nặng cũng ta. Mình không nhớ lầm thì có một cái người tới tận là đâu thứ trưởng gì đó mà cũng còn gặp nạn. Mà cái nạn rất là lãng xẹt. Nhiều người không tin đó là nạn, đúng không? Rồi mất mạng. Rồi nhiều người là đang yên đang là anh chạy xe hơi là tránh những tai nạn dữ dội, bên kia cái xe nó mang qua cũng chết, rất là bình thường. Thì cho nên là những người tuổi Tý ở trong năm Tý cũng là năm trực Thái Tuế thì cẩn thận. Người ta nói Thái Tuế nhập hạn không nạn cũng tai, mình nhắc lại câu này, có thể tốt mặt đẹp về mặt công việc không bị xấu thì đừng có vội mừng. Họa mà đã đến thì phút 90 nó cũng còn đến, chứ đừng nghĩ rằng là chừng nào kết thúc năm mới hết. Giống như những người Quý Hợi ở trong cái tháng 12 này, mình nói nó nhẹ nhàng đi thôi, chứ chưa nói rằng mọi người thoát khỏi cái sự khó khăn đâu. Chồng Ất Tỵ thì Ất Tỵ là hỏa, không? Thì nếu như mà người chữ Ất thì tránh chọn người chữ Tân xong nhà của mình, nên chọn một người nào đó tuổi Tỵ thì chọn tuổi Thân nè, tuổi Dậu và tuổi Sửu. Nhưng mà nếu như Ất Tỵ này chọn được Canh Thân xong nhà thì rất tốt đẹp. Tuy nhiên Canh Thân là mộc, mộc sẽ sinh hỏa, Ất thì hợp canh, thuộc thiên can ngũ hợp. Thân với Tỵ tuy là gần nhau trong tứ hành xung, nhưng thực chất đó là lục hợp về địa chi, cho nên tốt đẹp nhất vẫn là người Canh Thân, sinh năm 1980. Hạ Trần, mình sẽ chia sẻ với cái ngày xuất hành là ở một cái video khác. Mình đang chuẩn bị cái tư liệu để mình nói rằng cái ngày xuất hành cho tuổi từng tuổi từng tuổi một.
Đúng rồi, có người gọi điện đến cho mình cho nên là mình không có ấy được. Thôi thì buổi livestream của mình nói về cái ngày xông nhà. À quên, cái người xông nhà, tuổi xông nhà, tên xông nhà như thế nào và các cách xông nhà như thế nào để tài lộc của một năm chúng ta có cái sự tin tưởng là hanh thông tốt đẹp, thì mình đã chia sẻ. Thì mình cũng sẽ tổng hợp lại rằng một số cái điểm chính như thế này. Người xông nhà thì nên chọn một là tam hợp tuổi, hai là địa chi ngũ hợp, ba là bổn mạng tương sinh hoặc là bổn mạng đồng hành. Thí dụ giống như nói về bổn mạng đi, thì nên chọn người người chồng ở trong gia đình, người chủ gia đình. Người mệnh hỏa thì nên chọn một người mệnh mộc hoặc là mệnh hỏa để mà xông nhà thì tốt đẹp về mặt sức khỏe gia đạo. Còn địa chi thì nên chọn một cái tuổi, thí dụ giống như là người tuổi Mậu Ngọ như mình, thì sẽ chọn những người có tam hợp hoặc lục hợp về địa chi. Đó là tam hợp thì Dần Ngọ Tuất, lục hợp với Ngọ là Mùi, thì còn Mậu thì nên chọn những cái chữ đừng có tương khắc. Thí dụ như đừng chọn chữ Giáp, người chữ Giáp xông nhà cho mình, bởi vì chữ Giáp nó khắc chữ Mậu. Cũng như đừng chọn người chữ Nhâm, mà nên chọn những người chữ Quý và chữ Kỷ thì nó sẽ tốt đẹp cho mình hơn. Rồi, đó là những cái cơ bản. Thì còn tên, tên thì đừng có chọn những cái tên có cái dấu nặng quá nhiều. Trong các tên mà chọn có dấu nặng thì mình chỉ nên chọn cái chữ Lộc. Chữ Lộc mà âm tới, chị tới, hay là Phúc hay là Tài, nghe nói tên là thấy tiền tài phúc lộc không á, thì là mình nên chọn những cái tên như vậy thì nó sẽ tốt đẹp hơn. Và người xông nhà thì nên là người phát lì xì cho mình trước. Cho nên là mình sẽ gửi bao lì xì như thế nào đó. Ê, mày tới mày xông nhà mày phát cho tao tí lộc tí tài, rồi sau đó mình sẽ phát lộc tài cho người ta, thì nó sẽ tốt đẹp hơn, nó sẽ đem đến nhiều may mắn hơn theo cái gọi là truyền thống của cái người Việt Nam nói riêng và người phương Đông nói chung. Chứ còn đừng có em đến năm nào đó chơi mà thí dụ như là tà chơi, thí dụ như cũng hết nhưng mà văn lộc hết như hồi nãy mình nói vậy, là thấy bà luôn đó ha, là đúng là một năm sẽ văn hết lộc luôn. Rồi tên mà thí dụ như tên xui hay là tên đại loại là những cái tên mà thấy mà không ổn thì mọi người tự 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 tìm hiểu và mọi người sẽ đưa ra những cái nhận định. Đó, hy vọng rằng là những cái chia sẻ với của mình về cái cách chọn cái người tuổi xông nhà sẽ giúp được mọi người ở trong cái việc mà chọn được cái người tuổi xông nhà rồi hợp lý để có cái sự tự tin trong công việc làm ăn của năm Canh Tý, một năm báo hiệu rất là nhiều khó khăn về kinh tế. Tại vì mình đã tìm hiểu và mình chia sẻ với mọi người á, là năm không có chính tinh, chuột lại đào hang nữa, cho nên là nông nghiệp là một năm sẽ có thất bát, lúa má không được tốt đẹp, cây trái không được ngon lành. Điển hình là mới chưa có sang đầu năm mà ngập mặn đã 40 km vào đất liền thì lúa làm sao mà tốt đẹp. Đó, khu vực đồng bằng sông Cửu Long giữa lúa của cả đất nước, mới giờ này chưa có vô mùa nắng, mới đầu mùa nắng, mới kết thúc mùa mưa, có mấy mới chưa tới 1 tháng ngập mặn đã xâm vô tới 40 km ha. Đó là một cái điều mà báo hiệu rằng năm Canh Tý một năm đặc biệt khó khăn đối với những người làm nông nghiệp. Rồi, hy vọng rằng là cái buổi chia sẻ này là hữu ích, không tốn của mọi người 1 tiếng đồng hồ xem mà không đem được cái thông tin gì cho mọi người. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những cái buổi livestream tiếp theo, đặc biệt là cái buổi livestream về ngày xuất hành khai trương ở trong cái năm Canh Tý, cái Tết năm Canh Tý. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người.